chào tất cả mọi người, mình là Điềm đến từ công ty thiết bị Famit. Thì hôm nay Điềm xin giới thiệu mọi người một cái nền bánh đà chạy 2 đầu thổi 100. Và đây là mình đã cho đang gấp thẳng cái nền bánh đà cho 2 đầu thổi 100. Là hoàn toàn là chạy răng. Mọi người sẽ xem kỹ phần này ha. Là đây, mình từ cái cốt này là cái cốt mình sẽ cho chạy răng một phần này, và mình cho cái bánh đà đưa vào và dặn tán lại. Toàn bộ là ốc tán sẽ siết lại, chứ không có một cái mối hàn nào hoặc là một cái chấm bon nào cho bánh đà này, để đảm bảo cho việc cái bánh đà này nó chạy nó sẽ không có bị lệch qua trong cái quá trình vận hành ha. Trong quá trình vận hành thì luôn luôn là nó sẽ đồng tâm, luôn luôn sẽ đồng tâm mà nó không bị lắc, do mình sẽ không có bắt cái gì ở bên ngoài này hết trơn. Là cái đầu thổi trăm này nó đang có cái bu ly của nó là 1 tấc rưỡi. Thì với 1 tấc rưỡi này nó yêu cầu cái dòng tua là 1650, thì để đáp ứng cái 1650 thì mình phải sử dụng cái bu ly cho cái khẳng motor là tầm khoảng 1 tấc 6 hoặc 1 tấc 7. Đấy, thì đây mình đang gắn vô cái bu ly của cái motor đó là 1 tấc 6 ha. Đấy, mình cho chạy cái bu ly 1 tấc 6 cho motor để xem thử coi từ cái motor này nó qua cái bánh đà này xong rồi nó ra tới thằng này là nó đã ra được bao nhiêu cái dòng tua đó, bao nhiêu dòng tua cho cái đầu bánh đà này ha. Rồi, ok, vậy thì mình sẽ cho chạy và đo thử dòng tua thêm thử coi nó có được tải được hay không. Còn mình sẽ sử dụng cái con motor này hiện tại là do không tải, bây giờ mình sẽ sử dụng con motor là 7 người rưỡi 3 pha, vì hiện tại mình không có motor 10 ngựa. Ở đây để cho mọi người cùng xem thử cái ampere bao nhiêu thì mình sẽ đo cái dòng tua trước đi. Kiểm tra cái dòng tua của thằng motor, sẽ thử coi nó đã đạt được yêu cầu của motor chưa nha. Như mọi người đã thấy, cái nền bánh đà này đã đáp ứng đủ cái dòng tua cho cái đầu thổi khí 100. Nếu mà mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp bên Famit ha. Và mình sẽ nói về cái phần tặng kèm về cho cái bảo hành cho cái đầu thổi khí 100 này. Thì đầu thổi khí này 100 này đang có chế độ bảo hành là 1 tháng về kỹ thuật và 6 tháng việc sửa chữa không tính công. Mình sẽ sửa chữa không tính công trong vòng 6 tháng và lỗi kỹ thuật trong vòng 1 tháng cho đầu thổi khí 100. Rồi, riêng về nền bánh đà này do Famit sản xuất đang sẽ cho bảo hành kỹ thuật trong vòng 1 năm về tất tần tật về trang thiết bị, và có tặng kèm về 3 sợi dây Curo nè, chân đế cao su để những cái vị trí này để đảm bảo cho cái nền mình nó không bị rung lắc trong quá trình sử dụng ha. Và cây bơm mở để bơm vào những cái vú này, những cái vú của rùa đạn hoặc là những cái vú của bên chỗ đầu thổi khí đó. Đó là tất cả những thông tin Điềm chia sẻ cho mọi người. Rất mong gặp được mọi người ở clip tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.